Rồi bắt đầu các bạn thấy được cái màn hình của thầy chưa? Thấy rồi. Ok. Rồi có 13 bạn. Rồi đó. Rồi. Câu 1A. Xem mình đúng không? Câu 2C. Thầy không giải thích nữa nha. Câu 3A. Đúng được mấy câu rồi? Câu 4B. Câu 5B. Câu 6A. Câu 7B. Có thời gian thầy sẽ giải thích lại. Câu 8C. Câu 9A. Câu 10A. Sao? Mấy điểm rồi? 18 là phải không? Câu 11B. 12B. 13A. 14A. 15B. 16B. 17B. 18A. Cái câu hỏi nó khác nhiều phải không? Hỏi khác nhiều. 19D. 20B. Khác á, nội dung nó khác á. 21C. Cái này giống nè, nãy có nói nè. 22B. File and replay, cái này chưa nói đến. 23A. 24A. 25C. 26D. 27B. 28C. 29B. 29 chỗ này người ta nói là để làm tròn đến hàng trăm. Hàng trăm tức là hạng ở bên số nguyên thì nó là số âm. Hàng đơn vị là trừ 1, hàng trăm là trừ 2, hàng ngàn là trừ 3. Cái này chú ý. Cho nên 29 có ai sai không? Có ai đổi qua câu D không? Câu 30B. 31A. 32D. 33A. 34C. 35B.
36C. 37A. 38C. 39A. 40C. 41B. Này quen rồi. 42A. 43C. 44B. 45D. 46 là gì? Mạng internet. Nó là toàn cầu. Toàn cầu. À, cái này là TCP/IP. Bốn mươi bảy a. 48 thì các bạn là gì? C. 49 b. Tán ngẫu chat. 50 Google site tạo trang web. Ok, bao nhiêu điểm rồi? Mấy trên 50?